Thứ ba sau Chúa Nhật 21 thường niên, Thánh Bartolomeo Tông Đồ lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 45 đến câu 51. Một hôm, ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-xê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-xu, con ông Giu-xê, người Na-gia-rét. Ông Nathanael liền bảo: Từ Na-gia-rét làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giê-xu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao Ngài lại biết về tôi? Đức Giê-xu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Đức Giê-xu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ kính thánh Bartolomeo Tông Đồ. Thánh Bartolomeo còn được gọi là Nathanael. Ngài là một trong số 12 tông đồ mà các sách tin mừng kể tên sau Ngài Philippe. Trước khi gặp Chúa Giêsu, Nathanael vẫn mang trong mình cái biết và cái thành kiến của một xã hội đã nắn đúc lên trong tư tưởng Ngài và không thể thoát ra được. Ngồi dưới gốc cây vả, ông vẫn tìm kiếm trong vô vọng những gì dân Do Thái dựng nên trong đầu ông về một Đức Giê-xu quyền lực và phải xuất thân ở một nơi danh giá, chứ không phải nơi một bác thợ mộc và quê nghèo Na-gia-rét. Chính vì thế mà vừa nghe giới thiệu, ông liền bảo: Ở Na-gia-rét nào có cái chi hay? Ông Philippe trả lời: Cứ đến mà xem. Chính khi ông rời khỏi gốc cây vả, rời khỏi cái thành kiến của mình để đến gặp Chúa Giê-xu, và khi đã gặp Chúa rồi, ông đã tuyên xưng và được biến đổi trở nên người môn đệ. Chúng ta cũng thế. Khi chưa gặp Chúa, chúng ta vẫn mang trong mình những thành kiến, những tư tưởng không tốt. Hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta: hãy đến mà xem. Việc biết Chúa hay theo đạo không phải là chuyện dửng dưng, không quan tâm đến việc đạo đức, không tham dự thánh lễ và cầu nguyện với Chúa. Việc trở nên bạn hữu của Chúa không phải chỉ là chuyện nghe nói về người, nhưng cần sự gặp gỡ giữa ta với Chúa. Không ai giữ đạo thay cho ta được, không ai tu thay cho ta được, không ai đền tội hay lập công cho ta được. Vì thế, cần một sự đến mà xem, nghĩa là phải đến gặp gỡ Chúa qua các bí tích và đời sống đạo đức để được người cứu độ. Lạy Chúa Giê-xu, để gặp được Chúa, xin cho chúng con luôn biết suy niệm Thánh Kinh và đến với Chúa qua các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, hầu chúng con dám bước ra khỏi cái tôi thành kiến của mình và được biến đổi trở nên người môn đệ đích thực của Chúa. Amen.